Dạ vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bóng đèn đuôi tím này. Lên mã em sẽ cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Bộ này thì nó sẽ bao gồm là cả bóng và cả đuôi luôn. Đấy, bao gồm là cả bóng cả đuôi luôn này. Đây, cái phần này nó bao vào đấy. Đi về nếu mà các bác bao vào là các bác lắp vào đây cái phần mắt led nó này. Con này công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đấy 20W là một cái bộ sản phẩm này bao gồm là cả bóng và cả đuôi luôn. Đấy, cả bóng và cả đuôi luôn. Đây đây là bóng này, đây là đuôi này và đây là dây nguồn nhá. Dây nguồn khá là dài đấy. À, và cái con này hay của nó là cái phần công tắc. Nó sẽ tích hợp luôn ở cái phần đuôi đèn luôn. Nghĩa là dùng là các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Rất tiện dụng, không cần phải ra dây nguồn rút nhá. Và công suất 20W này khá là dùng khá là phổ biến và các bác dùng gia đình cũng ok. Ngoài ra nếu mà các bác muốn thay đổi công suất bóng lớn hơn thì mình có thể xoáy ra và thay bóng khác là ok luôn. Đây, một cái bộ bóng đèn đuôi tím này bên em đang gửi bác giá sẽ là 60k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Đấy, bóng đèn đuôi tím nhá, đang bán một bộ này với giá sẽ là 60.000. Đấy, bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đèn đuôi tím là 60.000 bộ, bao gồm là cả bóng, cả dây và cả đuôi luôn. Và cái đuôi này nó còn có cả tích hợp cả công tắc bật tắt này, rất tiện dụng luôn. Bình thường các bác ra cửa hàng các bác mua lẻ ví dụ như là một quả bóng là khoảng tầm 40.000 rồi. Rồi là một cái đuôi này, đuôi này là đuôi bình thường nó đã 10.000 rồi, đây đuôi này nó còn có cả công tắc luôn. Đấy, rơi vào khoảng tầm cho em là 20.000 nữa là đi 60.000 rồi. Một cái đoạn dây này nữa, dây này thì các bác mua rẻ đấy khoảng tầm 30.000 một đoạn dây nữa, bao gồm nó còn có cả phích cắm luôn nhá. Đấy là đã rơi khoảng hơn 100.000 rồi. Đây bên em đang bán chỉ có 60.000 bộ thôi. Đấy. 60.000 bộ bao gồm là cả bóng, cả đuôi luôn nhá, cả dây nguồn, cả công tắc ở cái phần đuôi luôn, rất tiện dụng luôn nhá. 60.000 bộ nhá. Bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đèn đuôi tím. Bóng đèn đuôi tím này. Đấy. 60k cho một cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, 60.000 bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà nó con gối massage. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái gối massage này. Đấy, gối massage nhá, người các bác dùng để massage thư giãn người ngậm sau những ngày làm việc mệt mỏi này, bác mua xem cái gối này về. Đấy, mình có thể massage nhiều vị trí trên cơ thể, đặc biệt là khu vực cổ vai gáy. Đấy, các bác ví dụ như làm văn phòng ngồi nhiều này. Đấy, rồi các bác hay bị đau đầu chóng mặt các thứ này, về các bác massage cho người ngậm nó sảng khoái khỏe phán hơn các nhá. Đây một con gối massage. Một cái bộ sản phẩm mình sẽ gồm có là một cái gối đi kèm cho bác là một cái cục nguồn nha. Cục nguồn này thì về các bác cứ kết nối trực tiếp cắm vào cho em là điện 220 cho em là xài thôi. Đây, cắm trực tiếp điện 220. Rồi các bác kết nối với cái phần dây nguồn nó này, cắm vào đây. Đấy, và các bác nghiêng lên, bật cho em cái nút này, nút đỏ này. Đấy, nút đỏ là bật này, rồi là đảo chiều này, rồi là bật đèn, tắt đèn các thứ này, đầy đủ cho bác luôn. Nói chung là một con gối cực kỳ ok. Đây thì bên em đang bán khá nhiều. Đây, nó ổn hay lắm. Đấy, đây nó có cả đèn chườm nóng này. Đó. Dòng gối này thì sẽ là dòng gối 16 bi nhá, dòng gối nhiều bi nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, tay nó đảo này. Đấy, tay đảo nha, thích lắm. Các bác có thể tăng cấp độ lên nhá. Đây có thể tăng cấp độ lên này. Đây em tăng cấp độ lên nhá. Đấy, nó đảo nhanh hơn này. Đấy, nó đảo nhanh hơn này. Đó, cái tay của em này, nó đảo này, thích cực kỳ luôn. Đó, rất ok luôn. Đó, em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái gối massage. Đấy, đi về các bác cứ dựa cổ vai gáy đi các bác, gối và các bác có thể để tay lên cho nó massage này, rồi các bác để bắp chân bắp tay đi, những chỗ nào các bác massage các bác để cho nó ok. Đấy, con này thì hiện tại em đã có giá là 300.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là cái gối massage. Đấy, gối massage nhá, 300.000 một chiếc nhá, 300k bao ship tận nhà, 300.000 cho một chiếc gối massage này, bao ship tận nhà luôn. Hàng dùng rất ok, này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, nói chung là sản phẩm chất lượng mà nó rất là nhiều những cái chức năng hay, tăng giảm cấp độ này, đảo chiều này, rồi là chế độ đèn sửa này, các thứ này, bật tắt ở trên này hết luôn nhá, ở cái hệ thống nút bấm luôn. Cục nguồn này đi kèm về các bác cắm điện và là xài thôi, rất ok. 300k một chiếc nhá, bao ship ở nhà luôn. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, làm rất thích luôn này. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này, sảng khoái cực kỳ luôn. Đây là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage, sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học, tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí, như là ở phần lưng nhá, cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng, vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Sản phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già. Các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa khi dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, bán rất là nhiều và dùng rất ok luôn. Đấy, đặc biệt các bác mua về, bạn nào đi làm về mệt mỏi này, đấy, bật lên và các bác
sử dụng hưởng thụ cho em, thích cực kỳ, cho các bác mua về tặng người già các thứ này. Đấy, các bác người già mua về cho các bác một cái món quà cũng rất là ý nghĩa tinh thần luôn. Đó. 300k một chiếc nhá, bao ship ở nhà. Đây mã em sẽ là gối massage. Tiếp tục bên shop về mã hàng đó là cái con bóng đèn 16W này. Con bóng đèn có 3 chế độ sáng rất là hay luôn đây. Em sẽ lấy bác coi. Con bóng đèn LED 16W cực kỳ sáng luôn nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là vào là 16W này, sử dụng điện 220. Đấy, 50 đến 60 hạt nhá. Đó. Nó gồm rất là nhiều những cái mắt LED nhá, cực kỳ sáng luôn, 16W nhưng mà rất là sáng, và nó có thể thay đổi các chế độ chiếu sáng khác nhau, màu trắng, màu vàng, chế độ màu trung tính nhá. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, đuôi phổ thông thôi. Đấy thì về các bác lắp vào là xài, đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, về các bác lắp cái đuôi xoáy nhà mình nhá. Sau đó các bác xài rất tiện dụng, đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220. Sau đó các bác xài nhá, đây. Cắm vô đây. Đấy, và các bác bật này, đây em test cho bác xem nhá. Chế độ thứ nhất này, chế độ đèn trắng này, chế độ thứ hai này, chế độ đèn vàng này, đèn trung tính này. Đấy, các bác muốn đổi các chế độ thì các bác bật cái công tắc này, nó sẽ tự động đổi các chế độ màu khác nhau nhá. Đó thì con này em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái quả bóng đèn LED 16W nha. Đấy, nó gồm rất là nhiều những cái chip mắt LED này, cực kỳ sáng luôn nhá. Các bác nhìn này, nó dày mắt LED luôn nên là sáng lắm. Đó. 30.000 cho một quả bóng LED 16W nhá. Lên mã em sẽ cái bóng 16W này, bóng 16W nha. Đang bán với bác là 30k cho một cái bóng LED 16W nha. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Về các bác dùng thắp sáng được ok cho ăn buôn. Ngoài ra thì cái sản phẩm này khi mà các bác muốn mua kèm thì bên em sẽ có bán kèm thêm nữa là một cái đuôi dài này. Cái đuôi này nó có hay của nó là có công tắc nó tích hợp đây luôn. Và cái phần đầu này nó có cái lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy. Cái đuôi này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 các bác nhá. 30k cho một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, 30k. Lên mã sẽ là cái đuôi đèn lò xo nhá. Đang bán một cái đuôi này là 30.000. Còn bóng đèn 16W thì đang bán là 30.000. Đấy thì nhu cầu các bác có thể mua theo cả bộ. Về các bác xài hoặc là mua theo combo, mua theo lẻ nhá, mua theo đuôi, đuôi là 30.000, còn bóng thì sẽ là 30 cao nhá. Con này thì nó sử dụng cái hệ tản nhiệt thân nhôm này nên là khi mà bóng nó nóng nó tản nhiệt rất là nhanh, giúp bóng bền hơn, tăng tuổi thọ hơn nhá. Rất ok luôn. Bóng 16W là 30k, còn là cái đuôi đèn lò xo là 30.000 coi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái sạc ắc quy 12 và 24V. Hiện tại bên em đang có hai mã này, một mã 12V và một mã 24V. Mã 12V này thì đang bán bác là 190.000 cho một chiếc nhá, 190k. Đấy, lên mã em sẽ là sạc 12V. Sạc được bình là từ 4W cho đến 100W nhá. Đấy, các bác về xem có bình nhà mình bao nhiêu, từ 4W đến 100W này. Đấy, con này thì là 190, còn đấy con này nó cao cấp hơn, sạc được bình to hơn thì con này là 330. Đấy, lên mã em sẽ là sạc 24V thì đang bán là 330.000. Đấy. Thì dòng này thì nó chức năng thì nó rất là hay. Nó có chế độ là chống ngược cực này. Ví dụ như là các bác chẳng may là có kẹt nhầm cực thì máy sẽ tự động nó báo lỗi luôn nhá. Rất là hay luôn. Rồi là chức năng chống ngược cực, chức năng là tự ngắt khi sạc đầy. Đấy, khi mà các bác sạc đầy bình là tự động là nó sẽ ngắt luôn. Đấy, tự động sẽ ngắt nhá. Thì các bác ví dụ các bác có thể sạc qua đêm thoải mái này. Rồi là chức năng khử sun phát khôi phục bình này, ví dụ như là các bác lâu ngày các bác không khử cái sun phát trong bình đi. Đấy, để nó rất là nhanh hỏng, các bác bật cái chế độ là repair, nó có chức năng là khử sun phát nhá. Đấy, khôi phục lại bình, khử sun phát ở trong bình ắc quy đi, giúp bình của bác tăng tuổi thọ hơn. Đấy, trữ điện được lâu hơn nhá. Đấy, rất là nhiều những cái chức năng chế độ hay ho trong cái sản phẩm này. Hàng này thì của thương hiệu Foxua nhá, hàng của nó sẽ hàng hãng nhá. Hàng này thì bên em sẽ bảo hành cho bác luôn. Đấy, riêng hàng hãng này bảo hành cam kết cho bác luôn nhá, cực kỳ chất lượng và bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy. Con này là sạc 12V, sạc được dòng là từ 4W này cho đến 100W này. Còn con này là 24V. 24V này thì các bác có thể sạc được cho 12V được nhá. Con này thì sẽ sạc tối đa được là 150W nhá. Đấy, 150W. Con sạc 24V thì sẽ là 330, còn cái con sạc 12V thì sẽ là 190. Đấy, về các bác xem tùy nhu cầu. Các bác thấy bình nhà mình nó phù hợp với cái loại nào thì các bác cái alo bên em sẽ gửi cho bác cái loại đấy nhá. Đây, con này con to hơn này, con này là sạc được bình 24V này. Đấy, con này thì tối đa của nó sẽ được là 150W có nhá. Đấy, 150W này, từ 6W đến 150W, con này sẽ to hơn và sạc được bình to hơn, sạc được bình 24. Con này sạc được nguyên cho bình 12. Đó. Và hai cái mã này thì nhiều bác hỏi là nó có quạt tản nhiệt không, thì đây em nói luôn nhá, đều có quạt tản nhiệt hết nên yên tâm nhá, không bị nóng và cháy nổ đâu. Hàng nó, hàng hãng nó làm cực kỳ, nó yên tâm chất lượng. Hàng này nó xuất đi châu Âu thứ rất là nhiều luôn đấy. Đó, hàng có quạt tản nhiệt đầy đủ hết nhá. Đấy, đảm bảo an toàn chứ không lo cháy nổ cái này gì đâu. Đấy, và hàng có bảo hành bác luôn nhá. Đó. Sạc 12V là 190, sạc 24V thì sẽ là 330.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái nồi cơm văn phòng. Đấy, nồi cơm văn phòng. Con này thì phù hợp cho bác nào đang đi dân văn phòng, dân công trình công trường. Đấy, cần một cái con hộp cơm mang đi làm. Đấy, các bác dùng để hâm nóng lại đồ ăn, hoặc thậm chí là các bác có thể nấu chín cơm bằng cái nồi này luôn thì rất ok đây. Một con hộp cơm văn phòng rất là ngon luôn, xịn chất lượng. Đây, sẽ bóc cho bác xem này. Hộp này của nó sẽ là hộp mới keng luôn nhá, hộp mới keng luôn. Có phần quai đeo, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích của cái nồi này thì sẽ là 4 lít này. À 2 lít nhá, 2 lít. Công suất nó sẽ là 200W, nó có cắm nguồn trực tiếp 220 nhá. Đây em sẽ mở ra bác coi này. Ngăn bờ trên đầu tiên thì sẽ gồm có là hai cái khay. Đấy. Các bác mở ra để lấy cái dây nguồn nhá. Xem ở trong những cái hũ nào nó có cái đây này, nó có dây nguồn này các bác lấy ra nhá. Đấy, và các bác mở tiếp cái ngăn dưới ra. Ngăn dưới thì sẽ là hai khay nữa nhá. Một khay và một tầng thì sẽ có là hai khay nữa luôn. Đấy. Đấy các bác mở ra chưa? Mở ra thì bên dưới nó sẽ có là hai khay nữa luôn nhá. Tổng nó sẽ gồm có là 4 cái khay. Thì những cái khay này thì về các bác đựng đồ ăn các thứ, về đựng cơm, đựng gạo, rồi là đựng đồ ăn chín, đồ ăn sống ở đây các bác có thể là nấu chín được luôn, cũng như là các bác hâm nóng được đồ ăn nhá. Và em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Đấy, đi về các bác này. Đây là dây nguồn này. Đấy, dây nguồn này các bác cắm vào cái cổng này cho em. Đây là cổng nguồn. Đấy, cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Và khi nào các bác xài thì các bác nhớ cho em là các bác đổ nước vào đây này, đổ trực tiếp nước vào đây nhá. Thì cái nguyên lý động của con này, này khi mà đổ nước vào đây thì cái phần mai sau nó sẽ làm nóng nước và nó sẽ làm sôi nước nhá. Và khi mà sôi nước thì cái phần hơi nước sẽ bốc lên. Đấy, bốc lên thì nó sẽ âm ỉ và nó om vào trong cái phần cặp lồng này. Nó sẽ om vào trong cái bốn cái khay này thôi, hai cái tầng này, thì nó sẽ làm cái nhiệt đấy, nó sẽ làm chín thức ăn, chín cơm được luôn nhá, chín cơm luôn. Đấy, và đây là cái phần nút công tắc. Dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đấy, an toàn và ok. Đấy, vì về nhớ cho em là đổ nước đây. Nhưng mà các bác nhớ cho em là các bác đổ vừa thôi nhá, đừng có đổ đầy quá, đừng có để đổ mà khi mà sau bác để cái này nó không bị trào này. Đấy, để cái này vào nó vừa vừa, nó xong sắp này nó không bị trào là ok. Đấy, các bác đổ vào. Sau đó các bác cho những cái khay này vào, ví dụ là những cái khay bên dưới thì nó cần nhiệt nó nhiều hơn thì các bác để những cái đồ nó khó chín, ví dụ như là gạo này rồi là thịt thà thế này. Bên trên những cái khay bên trên này thì nó nhiệt nó ít hơn thì các bác, ví dụ là các bác để rau cỏ vào cái khay bên trên. Đấy, và khi nào mà cho vào thì các bác đóng chặt vào. Đấy, đậy kín vào. Và các bác cấp nguồn cho nó, sau đó các bác bấm nút và đợi là lúc nào cơm chín là ok thôi. Đấy, nó nấu cơm chín trong vòng khoảng tầm là 45 phút nhá. Và nó hâm nóng là đồ ăn trong vòng 20 phút thì về các bác cứ chủ động thời gian và các bác xào thôi nhá. Đó. Hộp cơm văn phòng. Đấy, mang đi làm, đi du lịch, đi chơi. Đấy, đặc biệt cho anh em đi công trình công trường, các bác làm văn phòng dùng rất là tiện luôn. Nó có thể là hâm nóng lại đồ ăn cũng như là nấu chín được thức ăn luôn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp cơm văn phòng nhá. Hộp cơm văn phòng bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 180.000 một chiếc nhá, 180k cho một cái hộp cơm văn phòng này. Dung tích là 2 lít và công suất sẽ là 200W nhá. Sử dụng điện 220 và nấu chín được thức ăn cũng như là hâm nóng lại đồ ăn cho em rất ok luôn. Đấy, các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Hello, xin chào các bác nha. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng công sở nhé. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 lít mà gồm có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình. Đấy, các bác nhìn nhá, họ nấu chín được thức ăn các thứ nha, rất ok luôn. Nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang từ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Tên đèn, sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi sợi, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Nồi cơm đấy, nấu có thể là nấu chín cũng như là hâm nóng lại đồ ăn, rất tiện dụng luôn. Hộp cơm văn phòng nhá, 180k nhá, 180.000 cho một cái hộp cơm văn phòng nha. Đấy, các bác vừa xem thực tế về sản phẩm mà dùng rất ok luôn. Đó, cắm trực tiếp điện cho nước vào các bác xài thôi nhá. Sau thì em cũng lên mã xẻ kho luôn bác, mã hàng đó là cái con điện bão này. Lên mã sẽ cái sản phẩm là điện bão nhá, điện bão các bác mua về. Đấy, ví dụ như là có trời nó mưa gió nó hay mất điện này, rồi các bác ở những cái chỗ khu vực hay mất điện này, các bác mua cái này về cho em xài rất là hay. Đây, có sản phẩm đèn bão nhá. Con này thì nó có đèn, có cả quạt luôn. Đèn này các bác muốn nó sáng thì các bác cầm cái này lên, các bác rút lên cho em. Đó thì đèn nó sẽ sáng lên. Đấy, thì các bác
dùng có thể để treo lên, cầm đi cầm lại rất tiện, nó có phần quai sách này. Đó, các bác để chỗ nhà mình hay sinh hoạt, ăn cơm ăn nước này trong trường hợp nó mất điện này. Ngoài ra thì các bác muốn tắt đi, muốn tắt đèn đi thì các bác ấn nó xuống là tự động sẽ tắt, còn các bác kéo lên tự động sẽ bật, rất tiện dụng luôn. Và các bác muốn bật quạt thì các bác ngửa lên đây, sau đó các bác bật cái công tắc này thì quạt nó sẽ chạy này. Quạt chạy cực kỳ mát và rất là khỏe luôn nhá. Đấy, vừa có cả quạt vừa có cả đèn luôn, rất tiện dụng. Đấy, có thể ngả ra, có thể ngửa đây nha, rất tiện dụng. Đấy, công tắc bật tắt quạt đây nhá. Đó, sử dụng pin sẽ là pin 18650. Và đây là cái chỗ để các bác sạc pin nhá. Cái con này thì nó có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ví dụ như trong trường hợp là các bác không sạc bằng điện lưới được thì các bác có thể mang ra phơi nắng nhá, mang ra phơi nắng để các bác sạc năng lượng mặt trời cho cái đèn này. Đấy, sạc năng lượng mặt trời cho cái đèn này. Ngoài ra thì các bác không sạc bằng năng lượng thì mình có thể sạc bằng điện lưới. Sạc năng lượng thì nó sẽ lâu hơn các bạn, sạc năng lượng lâu hơn. Còn đây thì các bác sạc bằng điện lưới thì đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây nguồn nha. Đấy, cọng dây nguồn nha. Thì về các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc pin cho cái quạt này nhá. Sạc pin cho cái đèn bão này. Đấy, sạc pin cho cái đèn bão này. Có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, hôm nay em cũng xả kho bán anh luôn này. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái con đèn bão nhé, đèn bão hôm nay thì xả kho luôn. Đèn bão này bữa trước đang bán là 150k, đấy, 150k hôm nay thì cũng xả kho bán anh luôn, 150k giảm còn là 100.000 thôi, 100.000 cho một cái sản phẩm đèn bão này, đấy, 100k cho một con chiếc đèn bão nhé, vừa có cả đèn vừa có cả quạt luôn, dùng rất tiện và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Ngoài ra các bác không sạc năng lượng mặt trời thì mình có thể sạc bằng điện lưới nhá, rất tiện dụng, đấy, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng và rất là hữu ích trong những cái ngày ví dụ mất điện rồi là các thứ, rồi rất tiện dụng. Các bác sách mang đi mang lại soi xét các thứ ok nhá. 100.000 một cây nhá, đèn bão 100.000 một cây, đang xả kho bán nhanh luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mai, đó là cái dụng cụ xoay eo nhá, dụng cụ xoay eo, cái này rất là hay này. Đấy, các bác mua về để tập thể dục thì các bác cứ đứng đây sau đó các bác xoay. Đấy, các bác xoay giúp eo thon hơn này. Đấy, rồi là chân tay rắn chắc hơn nhá. Và đây nó chứa những cái đinh này, nó lồi này. Để khi mà các bác giẫm này, các bác đi đất này, lên đây nhá. Giẫm đây thì nó vừa ấy vừa massage cái lòng gan bàn chân của các bác nhá. Rất là thích luôn. Đấy, cứ đứng này các bác xoay, lắc đi lắc lại cho em rất tiện dụng luôn. Đó. Tập thể dục rồi là xoay eo thì rất ok luôn. Lên mã em sẽ cái dụng cụ xoay eo nhá, xoay eo, tập thể dục xoay eo này. Xoay eo. Đấy, xoay eo này với giá thì cũng đang xả kho bán anh luôn. Hôm nay thì em gửi bác giá rất tốt. 40.000 có nhá, 40k cho một chiếc xoay eo tập thể dục này, 40k đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ bảo người mẫu nhà em lên đây để quay bác coi thử với nhá. Đây nhá, đây nhá, đây để người mẫu nhà em đứng đấy. Thế thì về các bác cứ đặt trên đây nhá. Đấy, sau đó các bác cứ lắc đi lắc lại này. Đấy, lắc đi lắc lại này, lắc đi lắc lại thì cái phần vòng eo của bác này nó sẽ lắc theo này. Đấy, giúp eo thon dáng đẹp hơn này. Rồi là ví dụ như là các bác đứng lên thì tay chân các bác cũng vung vẩy này. Đấy, vừa xoay vừa tập thể dục tại nhà cũng rất ok luôn. Đấy, giá hạt rẻ 40.000 thôi, nhẹ nhàng tình cảm lắm. Cái này đặc biệt dành cho các bác người già cao tuổi thì rất là hợp lý rồi. Đấy, nó không bị tốn quá nhiều sức nhưng mà các bác vẫn có thể là khởi động chân tay một cách là ok. Đấy, không cần quá nhiều là sức thôi nhá, không cần quá nhiều sức nhưng mà nó vẫn đốt cháy được calo này, cũng như là chân tay này chắc khỏe hơn. Đấy, eo thon dáng đẹp hơn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái dụng cụ xoay eo. Đấy, dụng cụ xoay eo 40k nhá, xoay rất là trơn tru luôn. Các bác nhìn này, xoay tròn này. Đấy, xoay tròn này. Ở đây nó còn chứa những cái đinh đinh này, các bác giẫm lên. Cái này các bác giẫm lên thì kiểu massage chân thích lắm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó cái thanh chắn cửa này. Lên mã em sẽ cái thanh chắn cửa nhá. Em báo giá luôn. Đang gửi bác một cái thanh chắn cửa này với giá sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một cái thanh chắn cửa này. Thanh chắn cửa đấy, thanh chắn cửa nhá. Là 30k cho một cái thanh chắn cửa này. Cái này thì chiều dài một cái thanh chắn cửa này sẽ là đi 90cm, gần 1 mét thôi nhá, gần 1 mét đấy. Đó, gần 1 mét về các bác chặn vào cửa nhà mình, ví dụ như là phòng nhà mình có điều hòa này, hoặc là cái khe cửa bên dưới nhà mình nó hở to, bụi, thứ nhất là bụi nó hay vào này, thứ hai là bụi nó hay bị bay vào này, rồi là côn trùng này, các thứ bụi bẩn, các thứ nó bay vào, thì các bác mua cái này về, các bác lách vào cái khe cửa và các bác ướm xem nó đến đâu thì mình cắt cho nó đấy nhá. Đấy, còn tổng chiều dài của nó sẽ là 90. Nói chung là 90 là nó vượt quá những cái cửa bình thường rồi, nên là yên tâm là nó rất là thừa để các bác thoải mái dùng luôn, không lo nó thiếu đâu. Đó, 90k thôi nhá. À, 30k cho một cái thanh chắn cửa này, chống bụi, chống côn trùng các thứ này. Đấy, 90cm nhá, chiều dài là 90cm. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường là các bác để này, gió lùa này, rồi là bụi biếc nó vào này, côn trùng nó chui vào khe cửa nhá. Đấy, thì về các bác lách cái này vào. Đấy, sau đó là các bác sử dụng thôi.
tránh tình trạng là ví dụ như là điều hòa, phòng điều hòa nó bị mất gió này, rồi là bụi bặm, rồi là rác các thứ nó bay vào, rồi là côn trùng các thứ nó chui vào trong phòng, rất tiện dụng luôn. Đấy. Rồi ví dụ là chẳng may là một cái rất là hay là trẻ con hay bị để cái chân vào cái chỗ khe cửa này, chẳng may là có trượt chân cái là bắt đầu là nó cọ vào chân rất là đau. Đấy, các bác mua này về, ví dụ như là trẻ con các thứ đứng lại thoải mái mà không lo nó bị va chạm, bị xước sát vào chân tay nhá, rất tiện dụng luôn. Nói chung là một cái sản phẩm rất hữu ích trong gia đình nhà mình. Đấy, các bác cứ ngắm xem nhà mình bao nhiêu cửa mà cần dụng cái này thì cứ alo bên em sẽ nhờ các bác bấy nhiêu cái nhá. Còn đang bán lẻ một chiếc này là 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái thanh chắn cửa này, nó là dạng xốp nhá. Đấy, dạng xốp thì dùng rất là bền rồi. Đấy, dạng xốp rất là bền, thanh chắn cửa nhá, 30k và chiều dài của nó sẽ là 90cm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mũ chống nắng này, mũ chống nắng. Đó, em báo giá luôn, đang bán cho bác một cái mũ chống nắng này với giá sẽ là đi 30.000 thôi, 30.000. Đấy, mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng hoặc là mũ tai bèo đều được, mũ tai bèo. Đấy, mũ tai bèo. Đang bán là 30k nhá. 30k đúng không? 30k nhá, 30.000 cho một chiếc mũ tai bèo nha. Đó, thiết kế cái phần vành mũ này nó ra rất là rộng. Đấy, và cái phần trên nó làm dạng lưới nhá. Đấy, phù hợp ví dụ các bác hay phải lao động ngoài trời này, trời nắng các thứ này, đấy, hay đổ mồ hôi này thì các bác đội cho em rất là mát luôn. Vừa che nắng này, rồi là vừa tạo cái không khí nó mát. Đấy, nó điều hòa cái khu vực đầu của bác này, cơ quan đầu não này. Đấy, giúp các bác thông thoáng, làm việc một cách thuận lợi hơn. Đấy, và có cả cái phần dây đeo nhá. Dây đeo để các bác đeo nó không bị bay mũ nhá, ví dụ gió to đứng không nó không bị bay mũ nhá. Dùng rất ok luôn. Đó, 30.000 một chiếc thôi. Chất liệu thì sẽ là bằng vải cốt tông, may cực kỳ là dày, rất là chắn và độ rất là mát luôn. Đó, vành mũ rất là to, rộng. Đó, độ rất ok, mát lắm. Nói chung là ok. Mũ tai bèo nhá, lên mã cho là chiếc mũ tai bèo. Đấy, thiết kế theo dạng quân đội vậy. Thiết kế theo dạng quân đội. Đấy, dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn chắc chắn nhá. 30.000 luôn các nhá, 30.000. Đấy, cũng xả kho bán anh luôn là 30k. Mũ tai em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay úp cốc này. Bộ khay úp cốc mạ vàng rất đẹp luôn, các bác mua về để úp cốc, úp chén, úp đồ. Đấy, các thứ rất tiện dụng đây. Một chiếc khay úp cốc rất đẹp luôn. Đây, mạ vàng cực kỳ chất lượng nhá, sang trọng lịch sự đó các bác, để phòng khách rồi là phòng ăn, rồi là các chỗ luôn, đa năng và có thể xách mang đi mang lại, rất tiện dụng nhá. Ở dưới đây thiết kế là một cái đĩa nha, để khi mà các bác úp cốc lên thì cái phần nước thừa nó sẽ chảy xuống cái đĩa này, nó sẽ chứa xuống cái đĩa này. Và lúc nào cần thì các bác lấy ra các bác vệ sinh, dùng xong là vệ sinh xong các bạn lắp vào là ok. Đó, phần quai đeo, quai đồ có thứ đầy đủ cho em luôn. Đấy, thiết kế sang trọng lịch sự nhá. Một cái khay này úp được tổng là 6 cốc nhá. Đấy, một khay úp được tổng là 6 cốc này. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cho xỏm là cái khay úp cốc nhá. Đấy, khay úp cốc mạ vàng. Khay úp cốc với giá sẽ là 90.000 thôi. 90k cho một chiếc khay úp cốc này, 90k. Đó, thiết kế cực kỳ sang trọng lịch sự này. Đấy, sạch mang đi mang lại rất tiện dụng nhá, 90.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bóng đôi này. Đấy, combo bóng đôi nhá, báo giá luôn. Đang bán một cái combo bóng đôi này với giá là đi bóng đôi nhá, 50.000 thôi, 50k. Đấy, 50k cho một cái combo bóng đôi này, sẽ gồm có hai quả, một cái quả công suất là quả này là 20W và một quả là 30W nhá, 30W. Đấy, về các bác xài. Quả nhỏ là 20W và quả to là 30W nhá. Và đang bán đồng giá một cái đôi này là 50.000 thôi. Một bóng đôi này, một combo bóng đôi là 50.000, bán cả một đôi luôn. Sử dụng dòng chip LED siêu sáng, chip chống điện nhá. Và cái đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và dùng cái nguồn sẽ là nguồn 220. Đây, đó. Bóng đèn LED với độ sáng cao, tiết kiệm điện này. Đấy. LED 100% nhá. Đấy, tiết kiệm điện. Có hình nút like rất ok luôn. Bóng đôi nhá, cứ lên mã sẽ combo bóng đôi. Bán cả một cái bộ này luôn nhá. Là hai quả là 50.000 nhá, hai quả là 50k. Đấy, một quả 20W và một quả là 30W các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái con mũ, cái này gọi là mũ tai bèo các bác nhá. Gọi luôn là cái mũ tai bèo, là mũ chống nắng thì được. Đấy, mũ tai bèo là mũ chống nắng nhá. Thiết kế thì cực kỳ là dày, rất chắn luôn. Các bác mua về để đội các bác đi du lịch, đi chơi này hoặc là đi lao động làm việc này, cầm cái con mũ cần cái vành nó to. Đấy, mà nó che được rất là nhiều cái ánh nắng để các bác sử dụng lao động nó đỡ nắng hơn. Thì đây, một cái con mũ rất là tuyệt vời luôn. Hay gọi thì hay gọi là mũ tai bèo hoặc là mũ chống nắng được rồi. Đấy. Ở phần trên thiết kế trong dạng lưới này. Đấy, các bác đội rất là mát luôn. Vải chất liệu vải là cốt tông nên độ nó mát sẵn rồi. Còn đây thiết kế theo dạng lưới. Độ còn mát nữa nhá. Đây độ rất là mát luôn này. Có phần dây đeo để khi mà các bác đeo nó không bị bay mũ nhá. Ví dụ gió to thứ bị bay mũ. Các bác đeo cái phần gạt này, các bác gạt đấy chỗ cầm của mình ấy. Đây, đấy, rất đẹp, chất lượng luôn. Báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái
Thì đây là cái mũ tai bèo nhá, cái mũ tai bèo. Bên em đang gửi bác giá một chiếc mũ tai bèo như này. Mũ tai bèo là mũ chống nắng đều được nhá. 30.000 thôi, 30k nhá. 30k cho một cái chiếc mũ tai bèo nha. Đấy, 30.000 một chiếc. Đó. Cái này thì nó là phần vòng đầu phủ thông rồi nên là nói chung là các bác độ cho người lớn là ok luôn, độ cho người lớn là rất là vừa. Đấy, mũ tai bèo nhá. 30k cho một chiếc mũ tai bèo nha. 30.000 một chiếc, dùng rất ok luôn đấy. Đấy, rất là chất lượng. Nó thiết kế theo dạng phần khe lớn này, độ rất là mát luôn. Làm mũ chống nắng này, đi chơi đi du lịch, đi làm này, có cái mũ này độ rất ok. Cái phần vành mũ nó ra rất là to nên là các bác độ nó che rất là nhiều nắng nhá. 30k nhá. 30k, lên mã sẽ là mũ tai bèo. Và vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ lấy ốc gãy này. Một cái bộ này sẽ gồm có là đi 5 cây nhá, 5 cây, 2 4 5 cây, từ to đến nhỏ này. Đấy, nó sẽ có các cái cỡ đằng sau đây. 1 2 3 4 5 này. Đấy, đầy đủ các cái cỡ đằng sau. Đó, để các bác lấy những cái con ốc nó bị gãy này, hoặc là những cái con ốc mà đầu nó bị cái gen, như con ốc vặn này đầu nó tuyết nó không thể xoáy được, thì các bác dùng cái con này các bác chổ nó vào. Đấy, khoan một cái lỗ nhá, sau đó các bác đóng cái này vào và các bác vặn. Đấy, vặn đến nguyên lý động của nó dạng gen ngược, mà gen ngược thì nó sẽ lại vặn cái kia xoáy lên thì nó sẽ ôm vào và nó công cái con ốc gãy lên đây xong thôi. Đấy, báo giá luôn, đang bán cho bác một cái bộ lấy ốc gãy này với giá sẽ là đi 40 cành thôi, giá hạt rẻ mà dùng ok lắm. Bộ lấy ốc gãy nhá, bộ lấy ốc gãy. Đấy, đang bán là đi 40k nhá, 40k một bộ này. Đấy, 40.000 cho một bộ lấy gãy nhá, dùng rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng rất là hay luôn. Đây. Đấy, bình thường không có đâu có gãy nhá. Đấy, các bác rũa đi qua một chút này. Sau đó các bác đột một cái lỗ này. Đấy, và các bác dùng một cái mũi khoan, các bác khoan xem một cái lỗ. Ở đấy. Và bắt đầu là các bác lấy con ốc kia, đấy, lấy cái bộ này các bác xem cái con nào vừa, đấy các bác đóng nó vào và các bác lấy cái con cào lê, đấy, các bác vặn nó ra, thế nó ra thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá, rất là dễ dàng dụng và rất hay luôn, đó, ra luôn nhá, rất là hay luôn, bộ lấy gãy nhá, 40.000 cho một cái bộ lấy gãy nhá, 40k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái bao tay lao động này, đấy, bao tay lao động. Rồi các bác để lao động này, bác nào hay đi công trình công trường này, rồi các bác ở nhà hay làm lụng các thứ rồi, đấy mua cho ngay xem mấy cái đồ này về các bác làm, đấy có cái đồ này các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đây, phần này nó có bọc phủ một lớp cao su chống trượt này, các bác làm không lo nó bị trơn trượt nhá. Và dòng này là dòng freesize, dòng co giãn nên là tay to tay nhỏ các bác đeo được vừa hết cho em luôn, đấy, tay to tay nhỏ đeo vừa hết luôn, rất ok, đấy đeo vào cực kỳ ôm tay, các bác làm việc cảm giác nó tự tin hơn nhá. Đấy, thứ nhất là không bị xây xước tay này, thứ hai là ở đây nó có hỗ trợ cái lớp cao su nên nó chống trượt trượt rất tốt các bác, ví dụ bác bê gạch bê đá thứ nhá, không nó bị trơn trượt nó bị rơi nhá, rất là hay luôn. Đó, bao tay lao động nhá. Đấy, báo giá luôn, bên em đang bán một cái đôi bao tay lao động này, bán một đôi nhá, bán một đôi là đi 10.000 đôi. Đấy, 10.000 đôi, còn các bác lấy 5 đôi thì là 40.000, mua một đôi thì là một đôi bao tay. Đấy, một bao tay lao động nhá, bao tay lao động là 10k là một đôi nhá, còn nếu các bác lấy 5 đôi thì sẽ là đi 40k, 5 đôi là 40k, còn lấy một đôi là 10k nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ 5 mũi nhá, bộ mũi khoan tháp đỏ 5 mũi, bộ này thì giá đang rất là tốt luôn, chỉ có 110.000 bộ thôi, sẽ gồm có là 5 mũi nhá, 3 mũi khoan tháp và 3 cái mũi vừa khoan vừa phá nhá, vừa khoan vừa phá. Đây, đấy, nó cái này nó mũi này kiểu dạng khoan phá hình nhá, khoan phá hình. Còn đây là ba cái mũi khoan tháp các cỡ này. Cái mũi này là mũi to nhất này, nó có đầy đủ cỡ nhá. 32 này là cỡ lớn nhất và cỡ nhỏ nhất sẽ là cỡ đầu 4 nhá, đầu 4. Đấy, đầu 4. Bộ này là 110.000 bộ nhá, 110.000 bộ. Đấy. Lên mã cho cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá, mũi khoan tháp đỏ vì cái hộp của nó là hộp màu đỏ mà. Hộp màu đỏ. Đấy, thì lên mã luôn em sẽ có bộ mũi khoan tháp đỏ. Mũi khoan tháp đỏ nhá. 110.000 trong bộ này, 110.000 một bộ các nhá. Sẽ gồm có là tổng là 6 mũi. 3 mũi khoan tháp đỏ và 3 mũi khoan vừa khoan phá vừa khoan thường. Đây. Đây cái mũi này vừa khoan phá vừa khoan thường này. Đó. Mũi thì nó là dòng thép HSS phủ titan rất là chắc chắn luôn. Khoan ngọt đó. Nói chung cái bộ này bán nhiều. 110.000 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k.
3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp, ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này các bác nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác gấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35 x 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn á. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu, ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu, ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy.
lên lại em xem nào, ghế câu này, ghế câu, ghế câu này, ghế câu nhá, 150.000 một cây, 150k một cây. Giá này gọi là giá, gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy, mà lại cần hàng của Nhật luôn, xịn sò con này nhỉ. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá cô nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây cô nhá, đây là người mẫu anh em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cái đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát à. Mấy phát à. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái, con này người còn tầm 7-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ, để đạc vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy, điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ, những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy. Dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác nhanh tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây, ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp. Ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết, đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh, thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok. Có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy,
dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá, đây có vung viếc ngon lành luôn này, đó. Rồi đây là cái con chảo này, đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá, chảo là có một lớp chống dính luôn, đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò, đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá, dơ khoảng tầm 25 cm, đấy các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá, đó hàng năm đáy này, đó chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này chắc chắn, bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn, đó vung viếc đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nha, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại. Tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn quá nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa nên là nó sấy trong phòng kín ạ, phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu thấy rất là ok đấy. 90k thôi nha, 90k. Cứ lên mã đi em, sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi bời ăn vặt cũng rất là hay. Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k các nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài quá nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này này, một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá, táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80.000 nhá, 80.000, một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho này, nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên mã em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch này là 1 cân nhá.
cái áo Hàn Quốc nhá, áo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, để bình thường các bạn nhìn cái quả này, cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi, các bạn nhìn này, như ngón cá luôn, to bự luôn này, đó rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường các thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về. Các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi. Em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống. Và các bác phi ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn. Đó. Táo Hàn Quốc 80. Còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá. Nho 90, táo 80.